Kiểm tra tiền giùm bé xíu. Quá rồi đấy em. Không muốn làm thì nhắn À bé, cái nó mở mập đây lạ kìa. Thì em qua lại chị bảo hành nha. Cử nước thì em nghe. Không có ít quá không cần. Ví dụ như em làm nhiều thì em mới cần chứ không ít quá không Cái này cần. em về em cử nước tránh cạy gỡ là được rồi. Tránh cạy gỡ cho nó để cho nó rộng theo kiểu tự nhiên.
Qua wow, chị làm gì vậy? Chị làm muộn rồi nè chị. Chị làm muộn chưa? 15 phút nữa. Được. Được, được. Xong hơi một khách để bay qua bay làm cái hiền ký ngay hiền ngay. Nói từ từ, nói quá, không quay cũng không làm được. Yến Ranh sập trời được chưa? Đau máy không được không? Ok, hồi xưa chị đau không được mà chơi chị đau được đó hả? Đau, hồi xưa chị không được. Hồi nói em đau lên bà Hương. Nhưng bệnh này bệnh là cháu đệ bảo làm, cũng làm sơ sài quá à.